Kênh Điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến công ty bao bì Ngọc Thanh Phước ở Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai để giao cân bàn điện tử 150kg và kiểm tra cái cân đếm điện tử 30kg thực tế ở đây như thế nào anh chị nha. Và cân bàn điện tử 150kg thì Ngọc Thanh Phước đã chọn cái cân bàn T7E 150kg, bàn cân inox 40x50cm để cân cái hàng hóa, như là những thành phẩm bao bì ni lông như thế này đây. Và khi mà cân kiểm tra đóng gói cho khách hàng thì Ngọc Thanh Phước cần một cái cân có độ chính xác cao, đó là độ chính xác 20g, cho nên đã chọn cái cân điện tử XK3190TBE 150kg này. Ngoài ra thì Ngọc Thanh Phước cũng sử dụng cái cân đếm JCQ 3kg, độ chính xác 0.1g để đếm số lượng thực tế sản phẩm. Cân điện tử chăm sóc cảm ơn Ngọc Thanh Phước rất là nhiều đã tin tưởng và chọn cân điện tử chăm sóc là đối tác đáng tin cậy để cung cấp toàn bộ cân điện tử trong công ty. Và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.